hôm nay Sunny sẽ review một số ấm bạc. Vừa nhận được bưu phẩm này, eo ơi cưng chịu up chịu down quay review luôn. Tôi mà không quay là có lỗi với hội những người ăn vặt lắm á. Nhiều quá extra cực, có quà ăn chơi. Thấy sếp bảo review bằng ảnh lần sau giảm giá nữa nên tôi quay review luôn bằng video cho sung này. Món ăn vặt yêu thích nhất của tôi là mix xay. Thơm lừng luôn và vị ngọt đậm đà. Ê, có bạn nào đi hát karaoke hay ăn mix xay như tôi không? Tôi ăn sạch quán luôn đó. Nhưng mix này ngon hơn nha. Cơm cháy khô gà. Mở cái nắp tôi cũng thấy sang rồi đó. Nhấc thử miếng cơm cháy lên ăn cảm thấy nó giòn ơi là giòn. Đặc biệt là ướp rất là vừa vị luôn. Khô gà trong này rất là nhiều nha. Và miếng nào mà lấy to chả bá luôn đó mọi người ạ. Sunny đặt hàng 2 ngày mới nhận được. Hóa ra shop này ở ngoài Hà Nội. Thường thì tôi thấy các shop ăn vặt nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ. Còn đây là khô mực. Theo kinh nghiệm một người hay ăn khô mực như tôi thì đây đúng là vị mực đó mọi người. Shop cũng rất là tinh tế nha. Trong mỗi hộp mực có một gói tương ớt đó. Nhưng mà Sunny thấy vừa rồi đó mọi người. Nên ăn không cũng rất là ngon. Ước có thêm lon bia nữa thì đúng bảo. À thôi không có bia thì chúng ta uống tạm sữa ha. Uống một chai sữa hạnh nhân vậy. Uống xong lấy tinh thần ăn tiếp ha. Xả mát. Đây gói tương ớt mà shop tặng đây nè mọi người. Trong cái hộp bò khô que này cũng có luôn đó. Mà lạ ha, cái shop này cực kỳ ngon luôn. Mà sao mình thấy ít người review thế nhở. Đến cả thịt bò cũng rất là ngon nè. Trong video này mọi người mua về ăn thử rồi review xem tôi có nói đúng không nha. Rong biển cháy tỏi. Mở nắp một phát thấy thơm lừng rồi. Nhưng mùi tỏi không quá gắt. Vị ướp lại rất là vừa. Ê hỏi nè, các bạn ngoài Hà Nội đã ăn shop này bao giờ chưa? Lên Shopee gõ đun bung. Các bạn mua rồi đặt bằng now ship á, trong vòng 2 tiếng là shop giao luôn cho. Ăn thử rồi cảm nhận xem là đồ ăn vặt của Hà Nội và Hồ Chí Minh shop nào ngon hơn. À mà cái rong biển này tôi ăn với cơm cũng được luôn đó. Gạo lứt rong biển. Lần đầu tiên tôi ăn cái món này luôn. Thì tưởng không ngon, ai ngờ là ngon không. Nhưng mà khúc này là tôi hơi lười lấy cái thìa nên ăn như này không sao nhỉ. Chung quy lại mình thấy cái shop này rất là chỉnh chu, từ bao bì đến cái đóng gói và chất lượng sản phẩm. Miss ấy, Miss Sunny. Sunny nhận được một bưu phẩm Fan Thing sticker I miss you Sunny và một hộp Miss ấy mang tên Miss Sunny. Căng siêu up siêu down. Shop này đổi tên là Doom Boom. Biết không phải là Doom Boom. Vậy nên muốn tìm phải lên shop đi gõ Doom Boom. Mỗi bưu phẩm của Doom Boom đều có tặng kèm quà. Lần này Sunny nhận được 2 gói trà chanh và một gói mì trẻ em. Món này ngon lắm á. Vẫn là chiếc hộp cute xịn sò. Đầu tiên là món khô gà. Ăn thử một miếng thì vị rất là hòa hợp. Thịt gà không quá bở. Nói chung là ngon đó. Da cá trứng muối. Có thể thấy trứng muối được rắc đều, phủ đều trên lớp da cá. Hít và không hề có mùi tanh nha. Ăn thử một miếng thì ron rụng. Wow. Lần này nữa là Sunny order gần hết thực đơn nhà Doom Boom rồi đó. Da heo mắm hành. Mở ra là thấy mùi hành phi thơm nức. Miếng da heo có thể nhìn thấy là ron rụng và phồng to. Trời ơi nhai một miếng là giòn tan luôn. Siêu 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 giòn. Ngon. Lần trước Sunny đã ăn cơm cháy khô gà, lần này ăn cơm cháy trà bông. Wow. Cơm cháy nhà Doom Boom không quá dày, không quá mỏng. Eo ơi, tôi ăn cơm cháy thấy vừa miệng kiểu gì ấy mọi người. Giòn, vị ướp ngon. Trà bông rất là ngọt và dai. Không kiểu trà bông bở bở đâu nha. Nói chung cả hai loại cơm cháy đều ngon. Khô bò miếng. Đợt trước là Sunny ăn thử khô bò que, đợt này khô bò miếng luôn. Nào, hãy ăn khô bò theo cách truyền thống. Nhặt vài miếng khô bò bỏ ra đĩa. Lấy gói tương ớt được cho sẵn. Khúc này cực chua nha, bắt chanh. Bây giờ là xé bò. Chấm tương và bỏ mồm nhai. Ngon quá. Siêu thích cái vị khô bò này. Amazing, good job. Chanh có chua không nhỉ? Ngon siêu up siêu down siêu parabol. Tôi còn chuối sấy và mít sấy. Chuối sấy có vị chuối, mít sấy có vị mít nha. Thôi không ăn đâu, bye mọi người để xem phim ăn. À cảm ơn Doom Boom đã gửi tặng hộp mít Sunny nha. Mít Sunny bye bye mọi người.